Đây bô titan nè, titan của máy Kuta RTZT nha. Đây là bô hai nòng dài, các bạn có thể tháo gờ được nè. Với bô e nè, này có bô e luôn, ghê không? Nguyên bộ đi, nguyên bộ đi cho nó sang, phải chơi nguyên bộ, làm phải chơi nguyên bộ đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Đang nguyên bộ nó, mua lửa của titan. Mà thay có khác hả? Cái này mà hành chơi vô